Xin chào các bạn. Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là một cái app bây giờ kiếm tiền trên điện thoại cực kỳ là ngon. Đấy, và cái app này chúng tôi đã cài đặt trên điện thoại rồi và có tên là Clip Club. Đây. Cái link cài đặt là tôi để dưới cái phần mô tả của video nha, một số các cái thông tin là chúng tôi để dưới cái phần mô tả video để mọi người có thể tham khảo qua. Với cái app này thì chúng ta kiếm tiền là không cần vốn và cái số tiền này chúng ta có thể rút về ví PayPal của chúng ta. Và nếu như bạn nào mà không biết đăng ký cái ví PayPal thì các bạn có thể là để lại cái lời bình luận ở bên dưới là tôi không biết đăng ký cái ví PayPal thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký cái ví này. Cái ví này chúng ta sử dụng rất tiện lợi trong cái việc mà kiếm tiền online và chuyển về cái tài khoản ngân hàng. Thì cái app mà tôi đang nói chuyện với các bạn đây nó có tên là Clip Club, hỗ trợ trên cả cái dòng điện thoại iOS và Android nên là rất tiện lợi cho các bạn khi mà tải cái app này về. Và công việc của các bạn khi mà tải cái app này về là chúng ta sẽ xem các cái đoạn video hài hước có trên cái app hoặc là mời bạn bè tham gia app nhập mã di động của bạn. Thế là có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta xem video để chúng ta kiếm tiền và nhiệm vụ thứ hai là chúng ta mời bạn bè và bạn bè nhập cái mã di động của các bạn này vào thì các bạn sẽ cũng kiếm được tiền. Và app sẽ trả công cho các bạn bằng hai cái hình thức đây. Đây một hình thức là capture và Club Coin. Thì bạn sẽ quy đổi cái Club Coin để lấy tiền mặt rút về cái ví PayPal. Cụ thể là 100.000 Club Coin thì bạn sẽ nhận được 1 đô. Và cũng có cái trường hợp là trong cái thời kỳ khuyến mại thì người ta sẽ chỉ cần 10.000 Club Coin thôi. Các bạn cũng có thể đổi thành được 1 đô được. Và cái mức rút tối thiểu hiện tại bây giờ là 0,2 đô. Không tính phí. Và cái mức từ 3 đô trở lên thì người ta sẽ tính 0,25 đô trên một cái lần rút. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái link mà tôi để dưới cái phần mô tả dưới video để chúng ta cài đặt cái app này. Hoặc là chúng ta lên cái phần CH Play để chúng ta tải cái phần này về. Đây bây giờ ta sẽ lên cái phần CH Play để chúng ta tải về nhé. Thì chúng ta sẽ thấy được là rõ hơn về cái nhiệm vụ và cách làm cái kiếm tiền của chúng ta đối với cái app này. Và cái app này hiện tại thì đang rất là hot, rất là hay, kiếm được rất nhiều tiền và rất nhanh cho các bạn. Thì bây giờ ta sẽ lên cái phần này. Đây chúng ta lên cái Google Play đây. Đây chúng ta gõ vào cái phần tìm kiếm ở trên này là Clip. Clip Club. Thì nó sẽ hiện lên. Các bạn chú ý là nó phải có cái biểu tượng vàng vàng như thế này này. Có cái con mắt ở trong này giống tương tự như thế này thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt. Đây. Tiếp theo là chúng ta bấm vào cái chữ Intact ở đây để chúng ta cài đặt. Đấy công việc cài đặt cũng rất là nhanh bởi vì cái app này rất là nhẹ thôi. Có 28 MB thôi. Đấy, như thế là ta đã cài đặt cái app này xong rồi. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ chúng ta sẽ mở cái app này lên, chúng ta bấm vào Open ở đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái app này. App này có thể đăng nhập vào bằng hai cái hình thức. Thứ nhất là login vào bằng cái số điện thoại của chúng ta hoặc là bằng Facebook. Thì chúng ta có Facebook thì chúng ta đăng nhập bằng Facebook cũng được mà chúng ta đăng nhập vào số điện thoại cũng được thì bây giờ tôi sẽ đăng nhập bằng cái số điện thoại của chúng tôi vào nhớ là đăng nhập bằng số điện thoại nhé người ta đăng nhập vào bằng cái chỗ này đấy đây là cái 84 đây là cái mã của Việt Nam thì bây giờ ta nhập cái số điện thoại của ta vào đây chúng ta bỏ cái số 0 đằng trước đây nhé. Rồi. Sau đó là chúng ta bấm vào Get Coder. Chúng ta bấm vào Get Coder ở đây. Và bây giờ thì người ta sẽ chuyển cho chúng ta một cái mã để chúng ta nhập vào đó. 5520. Rồi.
Đấy, rất là nhanh. Như thế là chúng ta đã đăng nhập cái mã xong. Chúng ta bấm vào chỗ này nha. Đây, đồng ý hết này. Nếu như các bạn là nam thì các bạn chọn là nam, các bạn nữ thì các bạn chọn là nữ. Ví dụ đây, thì bấm vào đây là chọn là nam này. Và điền tên của các bạn vào. Ví dụ như là tôi điền đây là Hưng này, Lê này. Và đây là cái ngày sinh thì các bạn điền vào đây. Ngày tháng năm sinh này, cái dòng tiếp theo này. Đấy, ví dụ như các bạn sinh ngày tháng năm bao nhiêu. Ví dụ như tôi chọn 2011 chẳng hạn. Ngày này, ngày mùng 10 này. Tháng này. Đấy, ok. Rồi, về sau đó chúng ta bấm vào Next ở đây. Rồi, chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem người ta hướng dẫn. Đấy, tức là chúng ta xem video thì chúng ta thấy là cái đồng hồ nó chạy đến cái chỗ phần có cái dương này thì chúng ta sẽ được tặng một cái dương. Và chúng ta mở cái dương này ra để chúng ta xem là chúng ta sẽ được những cái phần thưởng gì ở trong đó. Đấy, như vậy là nó sẽ hiện lên ba cái như thế này. Bên này là cái phần thông tin về tài khoản này. Bên này là cái phần dương của chúng ta này. Xem là chúng ta có cái phần gì. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Đấy, còn bên này là cái phần video. Xem video để kiếm tiền. Đấy, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem. Tức là khi mà nó sẽ chạy. Bắt đầu chúng ta thấy ở này có cái đồng hồ nó đang chạy. Đến cái phần chỗ dương chỗ này thì chúng ta sẽ kiếm được tiền từ cái phần này. Để chúng ta để nó chạy hết đi. Đấy, cần chạy đến đây rồi. Chúng ta phải bấm vào đây để chúng ta xem video nha, thì nó mới chạy nha. Còn không xem video là nó sẽ không chạy đâu. Chúng ta xem, có thể là kéo lên để chúng ta xem những cái video hài khác ở phần dưới này. Đấy, chúng ta thấy là nó chuẩn bị là được rồi. Đấy. Như thế là đã có rồi. Chờ một tí nữa để nó chạy đến cái phần này. Để chúng ta kiếm thêm một cái dương nữa. Chúng ta cứ kéo lên này để chúng ta xem. Đây là tôi hướng dẫn trên cái phần máy tính. Còn trên điện thoại chúng ta cũng làm tương tự như thế nhé. Đấy. Những cái đoạn video cũng rất là hài, rất là hay. Và cũng rất thích xem, đúng không? Khi chúng ta bấm vào phần video đây thì chúng ta sẽ thấy được các cái video để chúng ta xem là như thế. Đây là chúng ta bấm vào đây để chúng ta mở cái dương ra này. Bấm vào phần này thì chúng ta thấy ở trên này có cái chữ Freedom ở đây. Thì bây giờ để mà nhận được 1 đô đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào Freedom ở đây để các bạn để chúng ta nhận 1 đô đầu tiên này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mã code Freedom mà tôi đã để dưới cái phần mô tả của video đấy. Các bạn nhập vào đây 5 này, Y này, B, S, I, G, 7, V, K. Đấy, đây là cái mã Freedom. Thì sau này thì các bạn sẽ có mỗi người một cái mã cũng tương tự như thế này. Tuy nhiên thì lúc đầu cài đặt thì các bạn phải nhập cái mã này vào thì các bạn mới được. Còn nếu các bạn để lâu quá các bạn mới nhập thì các bạn sẽ không được cái 1 đô này. Cho nên là khi cài đặt xong chúng ta chơi một tí, xem video một tí, đúng cái quy trình mà tôi đã hướng dẫn thì các bạn nhập luôn cái mã này vào nhé. 5IBSIG7VK thì các bạn sẽ nhận được 1 đô. Còn các bạn để vài tiếng sau hay là một ngày sau hay là lâu hơn nữa thì các bạn mới nhập thì các bạn sẽ không được 1 đô tiền thưởng này nữa. Sau khi nhập xong rồi thì các bạn bấm vào chữ Zdum ở đây. Đấy, như thế là bạn đã nhập thành công rồi. Bây giờ các bạn bấm tiếp vào cái chỗ này thì các bạn thấy là trên này các bạn đã được 1 đô rồi. Đấy, và trên đây có một số cái dương mà chúng ta đã xem video lúc nãy, và khi đăng ký chúng ta đã có được một cái dương. Thì bây giờ ta sẽ mở ra xem là chúng ta sẽ được những cái gì ở trong này. Để ta mở phần này ra. Đấy, được 500 club coin này.
chờ này, mở tiếp qua cái phần này ra. Rồi, được rất nhiều các cái phần thưởng ở trong này. Đấy, như thế là được 500 club coin rồi. Để ta tiếp tục ta mở cái ô bên này ra. Đây là cái phần thưởng của chúng ta đây. Tuy nhiên thì ở trên máy cái phần này thì nó sẽ là hơi khó để mà làm. Nếu các bạn có ở trên điện thoại thì các bạn sẽ mở cái phần này ra thì chúng ta sẽ có thể kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Đấy. Ở trên điện thoại thì ta mới làm được bởi vì cái này là đã là 25 trên 20 rồi. Cái này mới 51 trên 120 thì chúng ta chưa mở được. Cái này là mở được trên điện thoại rồi. Các bạn mở ra thì các bạn sẽ bấm vào các cái ô vuông ở trên đó để chúng ta lựa chọn các cái phần thưởng. Được cái phần thưởng nào thì chúng ta sẽ lấy cái phần thưởng đó. Tuy nhiên trên này sẽ là hơi khó làm. Vì cái này là tôi sẽ demo ở trên máy tính thôi. Còn trên điện thoại thì ta mới thực tế làm được, mở được các cái như thế này. Bấm vào các cái chỗ này tiếp này. Đấy, được 300 club coin này. 5 này. Đấy, chúng ta cứ mở ra như thế này. Rồi, được 950 rồi. Còn ô này nữa chúng ta tiếp ra. Rồi. Và tiếp theo có một ô này rất là tuyệt vời, chúng ta mở cái ô này ra. Đấy, thế là cái ô này là cái sự kiện sinh nhật của cái clip club, nên nó sẽ tặng cho chúng ta là có người được 7,78 đô, có người được hơn 8 đô, rất là nhiều hơn nữa. Các bạn chú ý nhé, sau khi chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ đi kiếm tiền như thế này. Đây là cái điện thoại của tôi sẽ trực tiếp demo trên cái điện thoại để chúng ta thấy được cụ thể hơn. Chúng ta bấm vào cái giao diện, cái biểu tượng ở trên màn hình điện thoại của chúng ta, những cái mà chúng ta đã cài đặt rồi. Đây đây chính là cái clip. Đây, clip club. Thì ở đây, đây là cái mà video thì chúng ta có thể lên đây chúng ta xem các cái video để chúng ta kiếm tiền. Đây chúng cái phần video đây. Các bạn chú ý nhé. Chúng ta chỉ việc là kéo lên như thế này để chúng ta xem các cái đoạn video hài hước ở trên này thôi. Mà những cái video này cũng rất là hay. Và chúng ta bấm vào cái phần đây, khi nó chạy đến cái phần này thì chúng ta sẽ được các cái dương. Và trong này tôi có một số các cái dương rồi, thì ta bấm vào cái nút ở giữa đây để chúng ta xem các cái dương của chúng ta. Giờ chúng tôi có rất nhiều các cái phần thưởng nhưng mà chưa thì mở được, chưa đủ điểm. Thì có các cái dương đây thì bây giờ ta sẽ mở nó lên. Đây, ví dụ như open nó lên này. Đấy. Chúng ta cứ bấm vào cái dương này mở hết ra. Đấy, rất là tuyệt vời, được rất nhiều. Đấy, còn cái bên này nữa, ta mở hết cái phần này ra. Đấy, cái này chỉ việc là xem video và giới thiệu hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt và người ta cài đặt là chúng ta sẽ được như thế này rồi. Chúng ta cứ open mở hết ra. Đấy. Rồi. Tiếp này. Rồi, mở tiếp ra này. À, cái loại dương này thì được rất là ít. Cái loại dương đây là dương gỗ cho nên là được rất ít. Nếu mà chúng ta được cái dương dương bạc thì chúng ta sẽ được kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy. Tiếp này. 200 này. Còn một cái nữa, mở hết ra. Đấy, được 100 rồi. Quá tuyệt vời. Đấy, như thế là đã được 10.150 club coin rồi. Còn bên này là 1,83 đô bởi vì là tôi đã rút đi 0,2 đô rồi.
Đây các bạn xem đó, đây là một cái chương trình mà cái sự kiện sinh nhật này. Đấy, cái phần thưởng của tôi là được 7,91 đô. Bây giờ còn thiếu 2,09 đô nữa để tôi có thể rút được cái phần này. Thì bây giờ cái nhiệm vụ để mà rút được cái phần thưởng sinh nhật này á, thì chúng ta chia sẻ cho mọi người, để mọi người đăng ký. Đây, chia sẻ cho mọi người. Người bạn đầu tiên được mời thành công mỗi ngày sẽ nhận được một cái dương tiền. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đi chia sẻ để mọi người cũng cài đặt cái app này. Và người ta cài đặt thì ta sẽ được 0,3 đô, và người cài đặt cũng sẽ được thêm 0,3 đô nữa. Ngoài cái việc mà chúng ta điền cái mã code di động để chúng ta kiếm được 1 đô, thì chúng ta sẽ kiếm được thêm 0,3 đô nữa từ cái việc mà chúng ta cài đặt cái app này. Đây, chúng ta bấm vào cái chữ chia sẻ ở đây. Sao chắc mà sẽ thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ lên cái chỗ nào đấy. Để chúng ta chia sẻ này. Đây, ví dụ như tôi chia sẻ lên Zalo chẳng hạn. Có rất nhiều cái để chia sẻ thì chúng ta chia sẻ. Tôi chia sẻ. Đấy, để lấy được cái mã sao chép cùng cái mã code và cái địa chỉ link của chúng ta, thì chúng ta phải bấm vào cái chữ ở đây. Ở giữa đây nhá, cái dương ở giữa đây, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái dương free. Chúng ta bấm vào cái dương này. Và ở dưới góc phải này có cái chữ Moria. Chúng ta bấm vào chữ Moria ở đây. Chúng ta kéo sang đây, chúng ta tìm cái chữ đây. Sao chép vào khay nhớ tạm thời này. Bấm vào cái chữ này. Rồi, chúng ta đã sao chép xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra cái phần Google đây. Trên cái thanh địa chỉ này chúng ta bấm vào đây để chúng ta dán vào. Thì chúng ta sẽ thấy cái này. Cái địa chỉ này thì chúng ta bấm vào cái địa chỉ này. Đây, đây chính là cái mã code của chúng ta. Mã code của chúng ta là 5 5IBSIG7W. Thì chúng ta copy cái mã này để đi chia sẻ cho mọi người. Mọi người khi mà tải cái ứng dụng này về từ Google Play và nhập cái mã di động này vào, thì những người đó sẽ được 1 đô, còn ta sẽ được một cái hòm dương báu để chúng ta mở, chúng ta kiếm tiền. Chúng ta sang cái ô đầu tiên bên này. Ở đây, cái phần này chúng ta chú ý một số các cái thông tin trong này. Ở dưới này chúng ta kéo xuống, chúng ta thấy ở dưới này là có cái chữ là PayPal Mail. Thì chúng ta điền cái mã cái tài khoản ví PayPal của chúng ta vào đây để chúng ta nhận tiền nhé. Nếu là chúng ta điền vào. Rồi bây giờ mới sang cái phần dương đây. Thì bây giờ các bạn xem lại ở cái phần trên này. Đây là cái tôi có là 10.150 Black Coin rồi. Tôi bấm vào đây. Ở trên này đang có cái phần thưởng là 10.000 Black Coin thì sẽ đổi được 1 đô. Thì bây giờ tôi sẽ đổi luôn. Bình thường thì cứ 100.000 Black Coin thì mới đổi được 1 đô, nhưng mà đây đang có cái khuyến mãi và tất cả mọi người đều có như thế này cả. Thì tôi bấm một chữ 10.000 vào đây để chúng ta đổi lấy 1 đô đây. Tôi bấm vào đây. Đây. Có nhất trí đổi hay không? Chúng ta bấm vào confirm ở đây. Bấm vào đây để chúng ta đổi. Đấy, như thế là đã đổi xong rồi. Bây giờ ta quay lại để chúng ta xem. Đấy, thế thì cái tiền đô bên này nó đã cộng sang bên đây là 2,83 đô bên này rồi. Đây, chúng ta bấm vào cái số tiền bên này để ta xem. Đấy, là được 2,83 đô rồi. Và thêm gần 4 đô nữa là chúng ta rút được. Đấy, bởi vì là tôi đã rút cái lúc đầu rồi. Đây, 10 đô này, 15, 20, 30, 40, 50. Cái mức rút bây giờ là 6 đô. Mức rút lúc đầu là 0,2 đô. Thì chúng ta xem lại cái phần cái lịch sử tôi rút ở đằng bên này. Đây, cái mức rút đầu tiên là 0,2 đô. Tôi đã rút về PayPal rồi và thành công rồi. Đây, 0,2 đô. Và đây là cái mức rút đầu tiên.
Còn bây giờ là ta sẽ chờ cho đến khi mà được 6 đô thì chúng ta sẽ rút cái mức rút thứ hai. Rồi như thế là rất là tuyệt vời rồi. Nhiệm vụ thì bây giờ ta chỉ vào đây ta xem video thôi. Đây, ta xem video để ta kiếm tiền thôi. Và đi chia sẻ cho mọi người để chúng ta kiếm tiền. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ cái băn khoăn hay thắc mắc gì về cái dự án này, cái chương trình này thì các bạn có thể comment ở dưới cái phần mô tả của video và tôi sẽ hướng dẫn giải đáp giúp đỡ các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Đối với cái chương trình này còn rất nhiều cách để chúng ta kiếm tiền nữa, chúng ta có thể vào đây để chúng ta chơi game để chúng ta kiếm tiền vẫn được. Cho nên là nếu có vấn đề gì mà thắc mắc băn khoăn hãy comment ở dưới cái phần mô tả thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.